Quý vị có thể vào đây để xem chi tiết được cái chassis xe này. Được mệnh danh xe Đông Phen là được mệnh danh là cái mẫu xe mà nó có cái hệ thống khung gầm cực kỳ chắc chắn, thì chúng ta có thể vào đây. Vào đây chúng ta có thể thấy luôn là xe này trang bị hệ thống chassis hai lớp liền khối. Đấy. Dạ vâng, em xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Cộng đồng Xe Việt của chúng em. Thì ngày hôm nay em Tuyến xin giới thiệu đến cho mọi người một mẫu xe mà quý khách hàng đang rất là quan tâm trong thời gian vừa rồi. Mặc dù là cái mẫu xe này đã vắng bóng trên thị trường trong 3-4 năm vừa qua, thì nay công ty ô tô Phú Mẫn chi nhánh Đồng Nai đã có cái sản phẩm này lại để phân phối cho mọi người nha quý vị. Đó, thì trên màn hình quý vị là chiếc xe tải Đông Phen Hoàng Huy nhập khẩu đời 2021. Thì trên màn hình quý vị là cái phiên bản 3 chân. Đây là một trong những cái phiên bản xe tải tầm trung mà quý khách hàng rất là cần và ưa chuộng trong cái thời gian vừa qua. Đấy, em đã nhận được rất là nhiều cuộc gọi cần cái nhu cầu quý khách hàng từ tải từ 13 đến 15 tấn. Đấy, cho cái mẫu xe 3 chân này. Thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu chi tiết cho mọi người nhá. Thì đầu tiên đã đi vào review chi tiết cái mẫu xe tải Đông Phen Hoàng Huy 3 chân này, thì em Tuyến xin giới thiệu về cái đầu cabin trước. Thì tổng quan về cái đầu cabin thì mọi người thấy là đây là một cái thiết kế hoàn toàn quen thuộc đó, và rất là cổ điển, rất là phổ, có nghĩa là rất là quen mắt rồi, đúng không quý vị? Thì đây là cái cabin được lắp trên cái mẫu xe tải Đông Phen Hoàng Huy 4 chân nha. Đó, với cái thiết kế 3 chân thì hoàn toàn giống với cabin của xe 4 chân, chỉ có một số cái kích thước và cái chiều cao của cái cabin xe 3 chân thì nó nhỏ hơn một xíu so với lại cái cabin của xe 4 chân. Nhưng về tổng quan thì nó hoàn toàn giống. Đó, cabin nóc thấp, hai ghế ngồi và một giường nằm. Và chúng ta có thể thấy luôn là phần kính chắn gió cũng như là phần mặt ga lăng thì hoàn toàn giống. Đấy, mặt ga lăng thì chúng ta có thể thấy đây là được thiết kế mới này. Cabin mặt ga lăng rộng và được làm đen. Với cái diện tích lớn hơn thì chúng ta có thể thấy được cho cái đầu cabin chúng ta nhìn nó cứng chắc hơn nhá. Rồi ngoài ra chúng ta sẽ có một cái logo nhãn hiệu Đông Phen ở đây, và chúng ta sẽ có chữ Đông Phen đó, được mạ chrome rất là đẹp đó. Rồi kế đến thì chúng ta có thể thấy là được về cái xe Đông Phen Hoàng Huy thì cái thiết kế cũng như là cái gia công của nó rất là chắc chắn. Này, kẻn thì được làm bằng kẻn sắt này, rất là chắc chắn này quý vị này. Đó, rồi phần kẽn cũng vậy, phần kẽn thì mặt ga lăng chúng ta có thể thấy là được làm rất là chắc chắn, mặc dù các cái chi tiết này được là gắn bởi các cái nút thôi nhá, nhưng mà được làm rất là chắc chắn nhá. Đó, rồi về phần cụm đèn, đèn thì được trang bị trên cái kẽn và được nằm ở trong một cái khối kẽn làm bằng sắt, cho nên là cái đèn này được bảo vệ rất là tốt. Đèn thì được thiết kế giống như đèn xe 4 chân, đèn mắt cái là kiểu cái lá, được làm cái mắt ó nhìn rất là đẹp này. Đó, đèn kẽn thì được tích hợp luôn phía dưới nha quý vị. Đó, ngoài ra thì để có thể mà lau được cái phần gương, phần kính thì chúng ta có thể dễ dàng vệ sinh, thì chúng ta có đây, chúng ta sẽ có một cái bậc để chân để bước lên nhá, là cái tay cầm đây nha quý vị. Đó, chúng ta có thể dễ dàng đu lên và để vệ sinh cái phần mặt gương, kiêng chắn gió nhá. Rồi, sang đến phần hông xe, sang cái phần hông xe chúng ta có thể thấy ở đây chúng ta sẽ có một cái hộc đuôi cá. Thì đây là cái thiết kế để cho cái xe mình nó lướt gió hơn khi đi trên đường. Đó, rồi. Xe hay được trang bị cabin nóc thấp, cho nên chúng ta có thể thấy được là xe thì phía trên kia nó hơi cụt và chúng ta chưa được trang bị cái phần mui lướt gió. Nhưng mà nếu mà quý khách hàng có thể mua thêm phụ kiện lắp thêm cái mui lướt gió thì xe mình có thể đẹp hơn nha quý vị. Đó. Về phần hông xe chúng ta có thể thấy là cabin này là cabin kép, được trang bị thêm một cái giường nằm phía sau, và phần cửa đây này, phần cửa đây thì được gắn tem Hoàng Huy. Thì đây là mẫu xe tải Đông Phen 3 chân do Hoàng Huy nhập khẩu. Thì đây là một trong những cái đơn vị nhập cái xe Đông Phen này từ xưa đến nay nha quý vị, rất là có tiếng. Và mẫu xe Đông Phen thì luôn luôn được khách hàng ưa chuộng về cái độ bền bỉ, khả năng tải cũng như là về độ chắc chắn của khung gầm đó nhá. Rồi, hông xe thì chúng ta có thể thấy luôn được cái phần gương hậu. Phần gương hậu thì được thiết kế là gương 2 tầng, và chúng ta thiết kế ở đây là gương cầu lồi, cho nên rất là dễ quan sát về phần phía sau, rất là tầm quan sát rất là rộng rãi, cũng như là chúng ta sẽ có một cái gương để có thể quan sát được phần hông xe. Bởi vì xe mình là loại xe lớn, khi mà đi trong những cung đường hẹp cũng như là khu đông dân cư thì rất là dễ quan sát được phía bên hông xe với cái gương hông nhá. Đó, rồi đây này, tiếp đến thì phần hông xe chúng ta có thể thấy được là phần cửa được làm cửa sắt đó, rất là chắc chắn. Đấy, làm các cái viền này rất là cứng này. Đấy, tiếng đóng cửa rất là đầm đó, tiếng đóng cửa rất là đầm nha quý vị. Đó, rồi
để bước lên được cabin thì chúng ta sẽ có hai cái bậc để chân nha. Đó, hai cái bậc để chân. Đó, thì chúng ta sẽ bước lên được cabin. Thì xe này thì vừa mới được chạy từ nhà máy ngoài Hải Phòng vào công ty ô tô Phú Mẫn em ở Đồng Nai nha quý vị, cho nên là xe còn khá là dơ, chưa kịp rửa. Em quay luôn cho mọi người. Như vậy mọi người có thể thông cảm cho em về phần này nhé. Rồi, về phần hông xe chúng ta có thể thấy là xe này là xe 3 chân, xe Đông Phương 3 chân, chúng ta sẽ có được cầu trước và dẫn hướng và hai cầu sau. Thì cái xe Đông Phương Hoàng Huy này có một cái đặc điểm là 6x4 công thức bắn xe, có nghĩa là xe này là xe 3 chân hai cầu thật, cho nên là di chuyển rất là khỏe, phù hợp cho quý khách hàng đi đường đèo, đường có thể là đường xấu, đường đất đá thì rất là phù hợp nha quý vị. Đấy. Rồi, lốp của nó thì được trang bị là lốp 11R20. Đây là cái cỡ lốp được lắp trên xe tải 4 chân nha quý vị. Lốp 11R20. Và đây chúng ta có thể thấy là được trang bị là lốp được lắp trên cái mẫu xe tải Đông Phương 8 tấn. Đấy, thương hiệu Elut. Và xe này chúng ta có thể thấy là được trang bị là 10 tắc kê. Đó. Và phần phía trước đây có thể thấy luôn là được trang bị là hệ thống nhíp lá kết hợp với phục thủy lực. Thì với cái động cơ được đặt là ngay phía đây, phía trước đây, ở dưới cabin thì chúng ta có thể thấy là trang bị thêm phục thủy lực sẽ giúp cho cái động cơ của mình nó sẽ bị được êm hơn, và cabin phía trước đây khi mà đi vào đường giằng sắp thì nó sẽ được giảm được cái rung lắc với cái phục thủy lực nha. Và ở phía dưới chúng ta thấy luôn là phần nhíp lá được trang bị là 9 lá nhíp, cho nên là cái phần phía trước ở đây chịu tải rất là tốt. Mặc dù là đặt phần động cơ cũng như là khi chất tải thì phía trước đây sẽ có thêm phần nhíp lá chịu tải, cho nên là xe mình nó sẽ ổn định hơn với phần phía trước dẫn hướng nha quý vị, chịu tải cực kỳ tốt luôn nha. Rồi, sang đến phần hông xe luôn thì chúng ta có thể thấy ở đây được trang bị thùng dầu này rơi vào tầm 400 lít nha quý vị. Mình ước chừng nó rơi vào tầm 400 lít. Và cái thùng dầu này đối với xe 3 chân thì được chỉ được làm bằng thùng sắt thôi, lại không được làm bằng cái thùng hợp kim nhôm. Nếu mà được làm bằng thùng nhôm, dầu nhôm thì sẽ đẹp hơn nha quý vị. Rồi, ở bên đây chúng ta sẽ được trang bị là một cái hệ thống bình dung dịch xử lý khí thải rất là quen thuộc trên tất cả các cái dòng xe tải nhập khẩu tại thị trường Việt Nam, giống như là Đông Phương, Trang Long, xe Jack, xe Fail. Thì xe này trang bị động cơ Euro 5 luôn nha. Có một cái bình dung lịch xử lý khí thải, và cái bình này nó có cái thể tích của cái bình này là 45 lít. Đó. Động cơ Euro 5. Thì cái bình này chúng ta chứa cái dung dịch khi mà thải khí thải ra môi trường thì sẽ có một lượng dung dịch để xử lý cái khí thải trước khi ra môi trường, sẽ giúp cho môi trường sạch hơn, khí thải sẽ sạch hơn, đạt chuẩn được Euro 5, bớt nguy hại đến tính mạng của con người nha quý vị. Đó. Rồi. Về phần cầu sau, cầu sau như em đã nói thì xe này trang bị cái hệ thống công thức bắn xe là 6x4 với hai cầu sau là hai cầu thật, thay vì với một số dòng xe là hai cầu led. Thì mẫu xe Đông Phương này trang bị hai cầu thật sẽ giúp cho xe mình nó di chuyển khỏe hơn, moment xoắn tốt hơn, đi trên những cái cung đường đèo dốc chở tải nặng, đi đường xấu, đường lầy lội thì sẽ giúp cho xe mình nó có một cái moment xoắn đi tốt hơn nha. Đó. Rồi. Xe thì trang bị cỡ lốp 11R20, cỡ lốp trước lốp sau bằng nhau. Và ở đây chúng ta sẽ có thấy được luôn là trang bị hệ thống nhíp lá. Thì với mẫu xe Đông Phương 3 chân khác với xe 4 chân thì chúng ta sẽ được trang bị một cái bó lá nhíp to bản, và có thể thấy luôn là được trang bị tới 10 lá nhíp, cho nên là cái xe Đông Phương nó sẽ chịu tải rất là tốt. Đó. Rồi. Đến với phần sau đây thì chúng ta có thể thấy luôn rõ hơn về cái phần chassis xe và khung gầm. Đó. Và phần cầu xe, cầu sau thì chúng ta có thể thấy luôn được trang bị là cầu rất là lớn, và chúng ta có hệ thống phanh hơi được làm hai cái bầu hơi rất lớn ở phía sau. Xe này được trang bị phanh hơi cực kỳ an toàn. Đó, cho nên là quý vị khi mà đi chở nặng, đi đường đèo dốc rất là an toàn và rất là yên tâm nhá. Rồi, xe thì chúng ta có thể thấy hệ thống chassis xe này được trang bị hệ thống chassis liền khối, và chúng ta có thể thấy là chiều dài xe lên tới thùng dài 9m4, thì tổng của cái xe này nó rơi vào tầm 12m, nhưng mà chassis thì liền khối được to bản như vậy, cho nên là rất là cứng chắc. Ngoài ra thì quý vị có thể vào đây để xem chi tiết được cái chassis xe này, được mệnh danh xe Đông Phương là được mệnh danh là cái mẫu xe mà nó có cái hệ thống khung gầm cực kỳ chắc chắn. Thì chúng ta có thể vào đây, chúng ta có thể thấy luôn là xe này trang bị hệ thống chassis hai lớp liền khối. Đấy. Đặc biệt là ở phần phía sau, phần thùng đây chúng ta có thể thấy là lên tới 3 lớp. Khi mà ở một cái cắp xe chassis ở đây chúng ta được nẹp thêm một cái nẹp chassis rất là dày ở đây nhá. Đấy, ở phía sau này chúng ta có thể thấy là 3 lớp rất là dày, cho nên là mẫu xe Đông Phương này nó có cái khung gầm chassis cực kỳ ấn tượng. Chở tải nặng thì quý vị rất là yên tâm nha. Đó. Rồi,
Về phần thùng xe thì chúng ta có thể thấy đây là xe thùng tiêu chuẩn của nhà máy. Xe thùng 9m4 và với 4 khoang. 4 khoang thì quý vị thấy ở đây là 8 bửng. Mở xuống về phần phía trên là phần vỉ thì không được mở nha. Vỉ phía trên là vỉ chết. Đó. Với cái thùng 9m4 này thì quý khách hàng có thể lựa chọn để chở hàng rất là tốt nha. Khung gầm chassis, động cơ cũng như là công thức bắn xe cực kỳ phù hợp cho quý khách hàng chở tải nặng, đi đường đèo dốc rất là tốt. Thì đây là một cái lựa chọn rất là an tâm cho quý khách hàng nha. Đây phần phía sau xe luôn, chúng ta có thể thấy là được phần đè ngang của phần phía sau xe này. Đó, được làm rất là to bản và chúng ta có thể thấy là được làm vào đây, chúng ta có thể thấy được làm liền nhau, cho nên là cái chassis, cái đè ngang được rằng rất là chắc chắn, chassis rất là cứng nha. Đấy, chassis hai lớp rất là dày. Đấy. Đây là một trong những cái điểm mạnh của mẫu xe Đông Phen Hoàng Huy mà nhập khẩu tại thị trường Việt Nam. Động cơ khung gầm rất là chắc chắn. Đấy, mặc dù là cái thiết kế của nó khá là đơn giản, với cái mẫu đầu cabin nhìn rất là cổ điển, nhưng mà nó rất là chắc chắn về mặt kỹ thuật nha quý vị. Rồi, sang phần hông xe bên này chúng ta có thể thấy được trang bị bên hông xe bên đây, chúng ta thấy là phần bình ắc quy. Bình ắc quy đây được là đặt trong một cái hộp, nhưng mà nó cũng rất là mỏng manh nha quý vị. Khi mà quý khách hàng mua xe này về đi đường dài, thường xuyên nghỉ lại trên các cái đường cũng như là trong các bãi xe, thì quý khách hàng nên hàn thêm một cái bộ để bảo vệ cái bình ắc quy, nó sẽ an toàn hơn. Đó, với một số cái nơi có thể rất là dễ trộm cắp cái bình này nha. Đó. Rồi hôm nay đây chúng ta có một phần khóa mát luôn nha. Rồi. Ngoài ra phía dưới đây chúng ta sẽ có một cái hệ thống bình hơi, trang bị là một cái bình hơi. Đó. Thì xe này trang bị hệ thống phanh hơi, rồi ghế hơi, còi hơi. Đấy là một trong những cái sử dụng về hơi, cho nên là xe này chúng ta sẽ có hệ thống bầu hơi nha. Thì bây giờ em sẽ chọn đến với mọi người phần động cơ xe của mẫu xe tải Đông Phen Hoàng Huy 3 chân. Thì trước khi mở động cơ thì chúng ta, như em đã nói, một số cái lưu ý khi trước khi mở cái đầu cabin để xem động cơ. Thì thứ nhất là xe này là cabin, xe này là xe mở điện, cho nên là chúng ta cần phải bật khóa điện. Rồi. Thứ hai thì chúng ta có thể thấy là mở đầu cabin thì rất là nguy hiểm, bởi vì thứ nhất là một số cái vật chúng ta kiểm tra xem có vật nào cứng có thể rớt, khả năng rớt vào cái gương, có thể làm vỡ gương kính chắn gió phía trước, thì rất là mất thêm một khoản nha quý vị. Cho nên là kiểm tra rất là an toàn trước khi mở cái cabin là một điều nên cần. Rồi, mở đầu cabin thì chúng ta phải mở thêm cái mặt ga lăng ở đây nữa để nó không bị cấn vào đây bể nha quý vị. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở cái đầu cabin. Thì cabin này cabin mở điện cũng rất là thuận tiện thôi, chúng ta sẽ có cái hướng dẫn ở đây này quý vị. Đó. Đó. Đó, thì bây giờ em sẽ mở cái đầu cabin này lên nhá. Để mở được cái đầu cabin thì chúng ta sẽ vặn ven khóa. Đó. Thao tác mở một cái đầu cabin cũng rất là đơn giản thôi nha quý vị. Đó. Đó, chỉ cần chúng ta chỉ cần vặn ven dầu về phía mở và nhấn nút thì chúng ta sẽ mở được cái đầu cabin này lên cực kỳ nhẹ nhàng rồi. Đó. Thì ở đây chúng ta có thể thấy được rõ hơn về cái động cơ là trang bị trên cái mẫu xe tải Đông Phen Hoàng Huy 3 chân nhá, là động cơ Cummin 6 máy 6.7 lít. Đó, dùng tích xi lan 6.7 lít và nó có cái công suất lên tới 270 mã lực. Ở đây chúng ta có thể thấy luôn là hệ thống turbo tăng áp này. Và chúng ta sẽ có hệ thống phun dầu cao áp phía bên kia. Như vậy thì mọi người có thể thấy được cái xe này nó có một cái động cơ Cummin như thế nào. Đấy. Nhìn sơ qua chúng ta có thể thấy là cái mẫu động cơ này được thiết kế rất là gọn gàng nha. Một cái động cơ Cummin được làm rất là gọn gàng, và một khối động cơ được đặt trên một cái ke chassis như vậy, nhưng mà mình thấy là rất là nhỏ gọn và gọn gàng luôn, nhưng mà nó rất là khỏe nha quý vị. Đấy. Động cơ Cummin thì nó có một cái moment cũng như là công suất cực kỳ lớn, mặc dù cái số chấm của nó rất là nhỏ hơn so với các đối thủ. Đó.
Rồi, thì đây là cabin của mẫu xe tải Đông Phương Hoàng Huy 3 chân nha quý vị. Thì như em đã nói thì cái thiết kế cũng như là cái tính năng ở trên cái xe 3 chân không khác gì với cái xe 4 chân nha. Đấy, quý vị có thể thấy là thiết kế là hai ghế ngồi và một giường nằm phía sau này. Đó. Rất là rộng rãi và rất là thoáng. Chiều cao của nó thì so với này với quý vị có thể thấy là với mấy chiếc 7 tấn. Tấn ở đây thì chúng ta có thể thấy là cabin nó rất là cao nha. Gần như là giống với cabin của cái xe 4 chân đó. Rồi, phần giữa đây là thì do là cái động cơ cumin được đặt cao hơn đó trên cái chassis, cho nên là ở đây chúng ta để thấy là rất giống với xe 4 chân này, được làm nó bị nhô lên đó, cho nên là không gian ở chỗ này thì nó không được rộng như một số mẫu xe khác, nhưng mà nhìn nó rất là hầm hố nha, rất là chắc chắn đó. Rồi thì quý vị có thể là bây giờ lên em giới thiệu sơ qua các cái tính năng ở trên cái xe mẫu xe tải Đông Phương này nhá. Rồi, thì bây giờ sẽ đến với các cái tính năng ở trên xe Đông Phương Hoàng Huy 3 chân này. Thì như em đã nói thì xe Đông Phương 3 chân này là công thức bánh xe là 6x4, hai cầu thật. Đó thì chúng ta sẽ thấy ở đây trang bị này, hệ thống khóa cầu trung tâm thì sẽ khóa hai cầu lại. Đó, và khóa cóc gài cầu. Đây là những cái mà giúp cho xe mình nó có một cái moment xoắn để có thể nhất định để vượt qua được những cung đường đèo dốc hoặc là những cái cung đường xấu, gồ ghề, bùn lầy nha quý vị. Đấy, giúp xe mình đi trên những cái cung đường rất tốt. Và xe Đông Phương là một trong những mẫu xe mà đi trên đường xấu, tải nặng, cực kỳ tốt nha. Rồi, phía dưới đây chúng ta sẽ có hệ thống âm thanh radio FM này. Đó. Rồi, hệ thống máy lặn này, chỉnh cơ này. Đó, được thiết kế đầy đủ các cái tính năng. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có hệ thống kèn hơi và kèn điện nha. Đó. Đấy. Đấy, giúp cho nếu mà kèn điện thì chúng ta đi trong khu dân cư và kèn hơi khi chúng ta đi tỉnh lộ. Đó. Rồi, về phần hệ thống ở con ngựa trung tâm đây, chúng ta sẽ có hệ thống hộp số. Hộp số thì trên mẫu xe tải Đông Phương Hoàng Huy 3 chân sẽ được trang bị hộp số phát gear luôn. Và chúng ta thấy ở đây là 9 số tiến và một số lui. Đó, có lấy để chuyển số nhanh chậm rùa thỏ. Thì cái xe Đông Phương này mình thấy là vô số rất là nhẹ nhàng. Thì từ từ mình sẽ nổ máy lên sang số cho mọi người. Ở trung tâm đây chúng ta sẽ có hệ thống phanh hơi, phân hơi lốc kê, phân tay nha. Rồi, đến với cái phần đồng hồ Teplo thì được trang bị cũng rất cực kỳ đơn giản. Đó, rất là dễ cho khách bác tài quan sát. Đó. Rồi, xe này cũng có hệ thống phân hơi Cupo nha quý vị. Là hệ thống phân khi xẻ, khi mà chúng ta chở tải nặng đi đường đèo thì cái phân Cupo này sẽ giúp cho quý bác tài hỗ trợ cho quý chúng ta khi mà đổ đèo nha. Đấy. Giảm cái lực để cho cái xe mình nó đổ đèo chậm hơn. Đó, chúng ta có thể là sử dụng cái phanh cho nó an toàn hơn nha quý vị. Đó. Để mà, nhưng mà đi trên đường trường thì chúng ta nên tắt cái hệ thống phanh Cupo này đi nhá. Rồi, thì bây giờ em sẽ nổ máy cái xe Đông Phương này lên cho mọi người cùng nghe tiếng máy cũng như là tới lui thử xem cái xe này như thế nào nha. Đó. Như vậy là em đã nổ máy cái xe Đông Phương Hoàng Huy 3 chân, được trang bị cái động cơ là động cơ Cummins và 6 máy 6.7 lít. Và cái công suất của nó là 270 mã lực. Đấy. Bây giờ em sẽ đóng cái cửa này lại. Đó. Rất là êm và hệ thống máy lặn cũng rất là mát này, quẹt gió này. Đó, rất là mặn. Chúng ta có thể thấy không? Cái tiếng máy của cái xe Đông Phương này, cái máy của mình này rất là hầm hố này. Đó. Rất là khỏe nha. Bây giờ chúng ta sẽ thử tới lui một đoạn thôi, cũng như là đánh giá xem coi là cái số máy của xe này như thế nào nhá. Đấy. Em dồn luôn số 2 vì xe chúng ta đang chở không tải nha. Rất là khỏe và mà cảm nhận được là cái xe này. Đấy, rất là chắc chắn nha. Rồi bây giờ em dồn lui số lui này. Số dồn rất là nhẹ này quý vị ạ. Đó. Rất là nhẹ nha. Lái cũng rất là nhẹ này. Đấy, vì như vậy thì quý khách hàng có quan tâm cái mẫu xe này thì có thể đến công ty ô tô Phú Mẫn Chiến Đồng Nai em để xem xe, thử xe trực tiếp tại bãi nha. Xe có sẵn cho quý vị tham khảo luôn nha. Đó. Đấy thì như vậy vừa xong em đã giới thiệu chi tiết cho mọi người về cái mẫu xe tải Đông Phương Hoàng Huy 3 chân. Một cái mẫu xe tải tầm trung mà quý khách hàng rất là phổ biến, mà quý khách hàng rất là cần trong thời gian vừa qua. Đấy, tải trọng của nó là 13 tấn.
Kích thước thùng của nó dài 9m440, chiều ngang là 2m360, chiều cao là 2m450. Với thiết kế là thùng bẹt là 4 khoang, 8 bửng. Đó, như vậy mọi người có thể lựa chọn cái mẫu xe này để vận tải cái mặt hàng tải tầm 13 đến 15 tấn rất là thuận tiện nha. Xe thì được trang bị là cái động cơ Cummins 6 máy 6.7 lít và cái công suất của nó lên tới 270 mã lực. Thì đây là một trong những cái mẫu xe mà phải nói là trên thị trường quý khách hàng đã rất là ưa chuộng rồi, tại vì cái tính năng của nó rất là khỏe, động cơ khung gầm thì rất là dày và chắc chắn. Rồi công thức bánh xe thì xe này là xe 3 chân 2 cầu thật, cho nên là di chuyển cực kỳ linh hoạt luôn. Đó. Thì như vậy mọi người có quan tâm cái mẫu xe tải Đông Phương Hoàng Huy 3 chân này thì có thể liên hệ với anh em chúng em theo con số điện thoại trên màn hình hoặc là kết bạn Zalo thì anh em chúng em sẽ thuận tiện tư vấn cho mọi người 24/24 nhé. Ngoài ra thì mọi người có thể đến công ty ô tô Phú Mẫn chi nhánh Đồng Nai, địa chỉ là số 110E đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thì công ty em nằm trên cái trục đường chắn Biên Hòa và nằm gần khu du lịch Vườn Xoài. Đấy, đến đây thì mọi người có thể xem xe, thử xe trực tiếp tại bãi. Xe thì có sẵn cho mọi người cùng xem nha. Đó. Rồi, đến đây thì mọi người có thể anh em chúng em sẽ hỗ trợ cho mọi người về tư vấn kỹ hơn về hồ sơ vay vốn ngân hàng, cũng như là nếu mà quý khách hàng cần sửa lại thùng theo yêu cầu thì bên công ty em sẽ tư vấn cho mọi người. Dạ vâng, thì đến đây thì em Tuyến xin chào mọi người và chúc mọi người có một ngày thật làm việc thật là vui vẻ. Đây là một mẫu xe đáng lựa chọn trong năm 2022 này nha quý vị.